Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó, phi trường quốc tế Boston Logan ở tại Massachusetts có một nguyên một cái terminal đã phải sơ tán khẩn cấp, bởi vì phi trường này đó, các nhân viên của TSA họ đã nhấn còi báo động bởi vì từ cái máy scan hành lý của hành khách đó, phát hiện có một cái thiết bị mà khi đó các nhân viên này họ nghĩ là một cái thiết bị nguy hiểm. Thì đây là hình ảnh mà mọi người ở đó họ chụp được, là cả trăm người ngay lập tức bị nhân viên của phi trường đã sơ tán, rồi kể cả một cái đội bomb squad cũng được gọi đến ngay lập tức nữa. Thì phía TSA cho biết là khi mà họ scan tất cả luggage của một của hành khách từ một cái chuyến bay của Delta đó, thì có một cái kiện hành lý bên trong nó có một cái vật mà sau khi mọi chuyện qua rồi đó thì mới biết chỉ là một cái máy trò chơi PlayStation mà cái đời cũ nhất đó, cái version 1 đó thưa quý vị, mà cái máy này nó còn bị hư nhẹ nữa, cho nên là không hiểu làm sao lúc mà nhìn qua cái màn hình X-ray của cái scanner đó thì chắc nhìn nó vuông vuông mà nó nhìn nó lạ lạ, nhìn giống như bị nổ hay bị gì đó. Thì những người nhân viên này có lẽ là họ được train là khi mà nhìn cái hình thù như vậy thì nó rất là đáng nghi, cho nên họ ngay lập tức họ nhấn còi báo động và gọi bomb squad liền ngay lập tức. Và đến khi mà cái đội bomb squad họ đến đó, họ rà soát tất cả nguyên cái khu vực này luôn, và cuối cùng họ mở cái hành lý ra thì chỉ là cái máy PlayStation mà thôi. Chúng tôi cố tìm xem cái hình dáng cái máy như thế nào mà nó lại báo động như vậy, nhưng mà không có cái hình này. Thì ngay sau đó khi mà bomb squad họ clear được cái khu vực này đó thì hành khách cũng được quay trở lại, nhưng mà cái chuyện này nó cũng khiến cho cái terminal, cái phi trường này đã bị chậm trễ gần 2 tiếng đồng hồ.